sau một khoảng thời gian rất là dài rồi mình chỉ được gặp những nhân vật của chương trình thông qua một cái màn hình, thì ngày hôm nay khách mời của chương trình đã quay trở lại với phim trường. Và cái việc mà được ngồi đây cạnh với khách mời và sẽ lắng nghe câu chuyện của họ, nó sẽ là một điều cực kỳ đặc biệt mọi người à. Những câu chuyện bên người thứ ba sẽ được tiếp nối. Chị muốn em về sống cùng với chị. Và cái mà chị trả lại cho em là 1 tỷ. Quan hệ với ảnh, ảnh chụp hình lại, anh nói là em phải chấp nhận là đi khách sạn với ảnh, nếu không anh sẽ tung cái hình đó lên. Bây giờ hả, nếu gia đình em tan vỡ thì là chị sẽ là người thay thế em. Đó em bị tức quá, em bị tát của em một bật tay. Thì em đưa cho ảnh là em nói là anh ơi, em có thai rồi. Anh quay qua nói với em, bỏ đi. Nhanh gọn vậy luôn. Đón xem Người Thứ Ba được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ ba trên JTV Show.